Với cặp vợ chồng này là hôm nay là mình không có chuẩn bị câu chúc đâu. Không có chuẩn bị câu chúc đâu. Mấy tháng rồi cưng? À dạ em hơn 6 tháng ạ. Chúc mừng nghe. Chúc mừng các em. Dạ, nghe. Cảm ơn ạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận và em chào tất cả quý vị khán giả ạ. Dạ em tên là Nguyễn Đăng Khoa. Năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Định nhưng mà hiện tại thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang công tác ngành ngân hàng. Còn dạ. Em? Dạ em chào anh chị, em chào toàn bộ khán giả. Em tên là Lợi, năm nay em 27 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa và làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ hơn 3 năm rồi ạ. Đây là em bé thứ mấy? Dạ em bé đầu ạ. Em bé đầu. Trời ơi, vậy là vui lắm đúng không? Dạ. Vui lắm luôn. Bây giờ cho anh cũng như chương trình được biết là mối nhân duyên nào mà tác hợp hai bạn đến với nhau? Thời sinh viên thì chúng em học chung một lớp. Nhưng mà tại vì lớp thời sinh viên nó rất là đông nên không có quen biết nhau gì hết á. Thì tình cờ trong một buổi đi thi lại thì giám thị mới xếp cho vợ chồng em ngồi chung với nhau. Thì em mới để ý là biết là vợ em học chung lớp với em. Thì em thấy vợ em dễ thương, xinh xắn. Thì em mới xin số điện thoại rồi làm quen. Rồi sau này trong quá trình học tập thì cũng trao đổi. Rồi thảo luận nhóm chung thì dẫn đến là hay nói chuyện với nhau. Tức là gặp nhau ở cái buổi thi. Đúng thi không? Lại. Thi lại. Rồi thi lại đó có đậu không? Dạ có. Đậu luôn cả hai đứa luôn dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bao lâu thì các em mới hẹn hò với nhau? Chắc khoảng hơn một năm ạ. Tình yêu thời sinh viên. Dạ. Và nó đẹp thôi. Khổ lắm anh ơi. Tại vì thời sinh viên vợ em rất là lười học. Hồi đó là mới quen nhau nên thành ra là em muốn gây cảm tình với cô ấy là em toàn là làm bài giùm cho vợ em thôi. Mà đúng như cái môn là thầy cho vừa cho kiểm tra là vừa để điểm danh luôn. Nên thành ra em vừa làm hai bài luôn, vừa làm cho em mà là vừa chồng cho vợ em mà chép em rụng gãy cái tay. Mà nhờ vậy bây giờ em mới giỏi mới làm ngân hàng đó. Chị biết không, đến nỗi mà bài luận mà rác viết ra trường đó là em cũng mất hai đêm liền để mà em viết cho cả cho vợ mà cho em luôn. Vợ em cũng không có biết gì về bài luận đó luôn. Các em sao khi tốt nghiệp ra trường thì công việc có khó khăn không? Thì em có việc trước anh. Trước đó thì anh cũng có đi làm rồi. Nhưng mà khi mà công việc anh cảm thấy không phù hợp thì anh mới phỏng vấn ở một cơ quan. Xong bác họ có ok thì anh xin nghỉ bên này. Nhưng mà không ngờ là lâu quá họ không gọi. Thì anh thất nghiệp 3 tháng. Lúc đó sao? Lúc đó sao Khoa? Thật sự lúc đó là khoảng cái thời gian mà khó khăn nhất đối với cuộc đời em. Nói chung là 3 tháng chị anh chị đưa là không có tiền để mà sinh hoạt mà cũng không dám điện về quê sợ bố mẹ lo. Nên thành ra là vợ em là người nuôi em, lúc đó là bạn gái thôi, là nuôi em suốt 3 tháng thất nghiệp đó. Sáng ra là vợ trước đi làm thường là vợ em sẽ mua cho em lúc về gói xôi, lúc về bánh mì treo lủng lẳng ở cửa sổ tại vì lúc đó em ngủ chưa có dậy. Trời ơi. Đến tối thì vợ em đi về nhà, vợ phim tại nhà vợ em cũng ở Sài Gòn nên thành ra vợ em nấu cơm cho gia đình, sau đó lén giấu bố mẹ rồi để làm một ít cho em rồi mang qua cho em. Trời, nó đẹp quá luôn quý vị. Lúc đẹp đó quá, bố mẹ có phát hiện không? Lúc đầu thì bố mẹ em không phát hiện. Nhưng mà lâu ngày thì cũng bố mẹ sẽ biết. Rồi sau khi mà mình có công việc á, sau 3 tháng đó đó ổn định rồi thì tiền lương của em á, bạn gái em có giữ không? Dạ lúc đó thì em cũng có đưa một phần cho bạn gái em. Thì 3 tháng đầu em có tích cóp, sau đó em mới để dành dụm tiền. Em ngăn ngày Noel thì em có mua một món quà rất là lớn cho vợ em đó, chiếc iPhone 6 mà mới ra đầu tiên luôn á. Thì hồi đó là em vẫn bản thân em vẫn sử dụng cái cục gạch của Nokia. Mà em lại mua cho vợ em một chiếc iPhone 6 với 20 mấy triệu như vậy đó. Lúc mà nhận iPhone 6 đó em, cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em rất là vui khi anh quan tâm em. Nhưng mà em thì cũng tiết kiệm nên em cũng tiết tiền lắm. Rồi trong cái thời gian yêu nhau thì các em có gặp chia tay những biến cố gì giận không? Hờn rồi đòi chia tay chia chân rồi không? Hai đứa em thì cũng tương đối là ít, chỉ có một hai lần giận hờn vu vơ thôi. Thực chất là thì vợ em quá ghen thôi chứ còn em không có vấn đề gì cả. Đợt đó thì hai vợ chồng giận nhau được 2 ngày thì cũng đòi chia tay rồi. Thì em cũng có hẹn cho cô ấy ở công viên. Ra thì em bắt đầu em mới chụp ôm liền. Em nói thôi bây giờ giận hờn thì mệt quá rồi, thôi mày, lấy anh đi nha. Lấy anh đi rồi anh đi dẫn đi ăn hủ tiếu gõ. Vợ em đồng ý. Trời, cậu hôn gì kỳ vậy? Thì vợ em đồng ý xong thì em dẫn vợ em đi ăn tiếu gõ định điện về. Em báo với ba mẹ, mẹ bố mẹ giờ con muốn lấy vợ, con muốn sống độc thân nữa. Rồi thế rồi đám cưới. Rồi như vậy là quen nhau thời gian bao lâu? Dạ vợ chồng em quen nhau 2012 thì 2015 em mới cưới 3 năm. 3 năm. 3 năm đó có cái gì vượt quá dòng lễ giáo không? Dạ không ạ. Tại vì bố mẹ em cũng là giáo viên và bố mẹ quen cũng rất là khó nên tụi em đi chơi đến 9 giờ là phải về. Có nghĩa là giữ cho nhau trong suốt 3 năm cho đến lúc tân hôn luôn. Cho đến đêm tân hôn chắc chắn là mọi thứ nó vỡ òa đúng không? Đến nỗi là vợ chồng em đăng ký kết hôn với nhau trước 6 tháng luôn nhưng mà bố mẹ vợ em cũng không cho tụi em ở chung. Chỉ có đêm động phòng
mới cho. Dạ đúng rồi ạ. Và đêm đó đặc biệt không? Thật chắc là đêm đó em rất là rung và hồi hộp. Tại vì vợ chồng em thì mới cưới xong thì ở trọ một năm sau rồi mới có nhà riêng. Ngôi trọ nó rất là sập xệ, thì ngủ ở trên gác thì gác nó chỉ là mình miếng ván thôi. Và những cái cây xà gồ bằng sắt nó liên thông từ phòng này ra phòng khác. Nó thành ra mình chỉ cần đi nhẹ một xíu vậy thôi à, bên kia nó nghe, nó nghe hết luôn. Thành ra mình đừng nói chuyện là nhịp hay là không nhịp. Rồi lúc đó thì vợ chồng mới hón rén mới nhẹ nhàng mà chưa bao giờ thấy cực khổ như nó thành như em không nghĩ trong đầu là lúc đó là nó lại như vậy nữa luôn. Sao không xuống đất á, ở trên gác gì vậy? Nhà trọ nó bé lắm, bé đất là nó bị ẩm ướt nữa, dở ghê, mang cái nệm bỏ xuống dưới đất. Trời ơi. Nhưng mà cái đêm nó thành công không? Dạ thì cũng thành công nhưng mà cực khổ quá. Rồi có đau tim, đau tim hồi hộp. Rồi cái đêm sau có rút kinh nghiệm đi đi tìm chỗ khác không? Dạ đêm sau là cũng như đêm trước vậy thôi chứ đâu có khác gì đâu, cũng cũng quay rón rén. Sáng ngày hôm sau các anh đều chọc, mấy anh ở chung phòng trọ anh chọc vợ chồng mày mạnh dữ. Có khi nào về nhà ba mẹ mà hành xử hay không? Dạ thì cũng có khổ nổi là bố mẹ em rất là kiểu như mê tín, nhà em rất là nhiều giường. Nhưng mà cứ bắt vợ chồng em ngủ trên cái giường cưới của bố mẹ em đã gần 30 năm rồi. Và cái giường đó thì nó cũng đã cũ kỹ rồi, nó lại có két nữa. Có két rất là nhiều. Mà để vì vợ chồng ngại thì cũng có anh chị rồi có bố mẹ nên tối vợ chồng em không dám. Đến được có một buổi trưa thì cũng vắng người thì em mới nhìn ra phòng bên cạnh thấy không có bố mẹ em ngủ bên đó. Thì vợ chồng mới tranh thủ hành sự. Đến lúc hành sự xong thì vợ em bước ra thấy bố mẹ vô nũng nịu xấu hổ, nói bố mẹ còn nằm bên kia mà, vậy mà anh lừa em, anh dám nói là bố mẹ đi đâu rồi. Rất là xấu hổ. Nhưng mà bố mẹ cũng rất vui đúng không? Rất dạ. Nôn nao bởi vì ông bà nào mà không thích có cháu. Dạ đúng rồi, bố mẹ em thì 2 năm đầu thì không có vấn đề gì. Nhưng mà qua năm thứ 3 là ông bà cũng rất là tâm lý, không có hối về lời nói nhưng mà luôn hối về hành động. Ông bà cất công đi tìm các bài thuốc quý rồi bắt em ăn, bắt em uống, rồi nói vợ em giám sát nếu không ăn là mét lại. Nhưng mà ăn uống gì? Ăn sâm, ăn heo bào ngư di cá hay sao? Dạ không, cái dương vật của con dê ấy à. Ăn mà ngán luôn. Ngọc một... Dương đó phải không? Ngọc dạ, Dương. Dạ, dạ đúng là ngán luôn á. Ai ăn? Dạ, anh em... ăn ạ. Ăn mấy bộ em nhớ nhớ? Dạ còn 2 bộ nhưng mà chia ra từng bữa nhỏ rồi cũng gần 1 tháng. Nhưng mà ăn xong 2 cái bộ đó là có em bé luôn? Dạ không, hay là một, sao? Một thời gian sau nữa. Rồi 2 vợ chồng cưới nhau về rồi 3 năm bây giờ chuẩn bị đón thành viên rồi. Dạ. Chắc lẽ là trong gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, 3 năm qua anh ấy có lòi tật xấu gì không? Tật xấu của anh ấy là khi mà cưới về thì em mới biết là gần đây khoảng hơn 1 năm nay là anh hút thuốc. Hút thì... thuốc lá hả? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần hút thuốc lá em phát hiện được bao thuốc á, cãi chầm chập bà chị. Cãi cứ nói là đây là của anh này gửi, anh kia gửi, anh kia để quên, anh cầm giùm. Mà lúc mà yêu em là em không thấy hút? Dạ không chị. Mới hút hay em? Mới hút hay là hút lâu rồi? Khai đi. Dạ thực ra là em hút cũng là lâu rồi. Nhưng mà tại vì lúc quen nhau để tạo ấn tượng tốt ban đầu nên em giấu và em không dám hút trước mặt. Mỗi lần hút xong thì em đều tẩy đi chứng cứ. Nói nghe nè, nhân cái đà này vợ đang có bầu đó bớt, em bớt. Không phải không có bớt, bỏ luôn. Em bỏ luôn đi. Tại vì con này là con quý rồi. Châu báu của em Ngọc Ngà nằm trọng hết rồi. Ngửi cái mùi khói vô không nên. Nhân dịp này nghỉ đi em. Em hút là em ra khỏi nhà em gần cả 100 mét em hút. Không, đừng, nó vẫn ám vô trong cơ thể của em, trong người của em mà. Dạ. Rồi, có tật xấu gì nữa không em? Dạ, uống nước ngọt, anh nghiền nước ngọt lắm. Rồi, rồi. Trước khi cưới, đến cưới được 1 năm là lên cả 10 kg. Với lại lười tập thể dục nữa. Cứ hứa lần héo mòn à. Là chẳng bao giờ tập hết. Rồi bây giờ tới em đó. Dễ gì dám kể, không đó. Dám kể đâu. Bây giờ đang về kể cái gì? Không thì, bao giờ. Trong mắt em thì vợ em rất là hoàn hảo. Thấy không chưa? Không có tật xấu gì, chỉ có điều cái là ngây thơ mà vô số tội thôi. Ngây thơ vô số tội. Anh biết không, ngày đầu tiên á mà về làm dâu thì tôi ngủ tới 8 giờ sáng mình mới dậy. Ngủ dậy em kêu dậy, nói vợ dậy trễ rồi, là chạy ra chụp cái chậu quét cái sân. Thì em ra em đứng đây nói ủa chứ em đang làm gì vậy? Em đang quét sân nè. Em nhìn tới cái sân còn gì để quét không? Bố mẹ quét sạch bề bóng hết trơn thôi. Em nhìn xấu hổ, cả nhà đều cười. Rồi mẹ em mới nói là thôi đi vào đi rửa mặt, nó đang mặt rồi anh đi ăn sáng. Đồ ăn sáng là mẹ em đã làm sẵn, nó để hơi sẵn ở trên bàn chỉ có ăn thôi. Em sống trong thành phố Hồ Chí Minh rất là lâu. Đúng rồi. Rồi dạ, mà khi ra ngoài đó trời lạnh quá, cửa thì đóng hết nên em không còn phân biệt được thời gian gì hết. Có nhõng nhẽo không, có ghen không? Nhõng nhẽo là số 1 luôn à. Sáng là em dậy sớm, em sở đồ ăn để mà em cấp cho 2 vợ chồng đi làm. Vợ em không có làm gì hết á, chỉ có dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi đi luôn. Cục sạc, đồ son, rồi
phấn là em toàn là em làm hết tất cả mọi thứ. Dạ mà em kêu vợ em dạy không bao giờ chịu dạy thôi, 5 lần 7 lượt mới dạy. Có đó là bữa nào đó là bữa vui nha. Còn bữa nào buồn lên là bắt đầu bày ra đủ trò để mà mới chịu dạy. Chồng kéo em dạy đi, chồng hôn em đi, chồng hôn môi em đi, hôn má em đi, hôn tháng em đi, em mới chịu dạy. Lúc em phải đáp ứng với công việc đó đó. Và lúc đó em mới chịu dạy. Tại vì anh ấy chiều em nên giết em cũng quen. Vậy giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em chỉ muốn là vợ em là mạnh mẽ hơn một chút xíu, cứng rắn hơn một chút xíu. Để nhiều lúc em không còn ở bên cạnh, nhiều lúc em bận công việc gì đó thì vợ em có thể cán đáng được. Để tự lực cánh sinh được, dạ, đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh ấy đừng hút thuốc nữa, giữ gìn sức khỏe. Tại vì bây giờ cũng có em bé rồi. Dạ thì anh là trụ cột của gia đình thì mong anh giữ gìn sức khỏe để bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, cặp đôi này dễ thương quá rồi. Chúc cho các em hạnh phúc. Và đặc biệt rằng là sắp tới đây chúc cho mẹ con, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn rồi, cảm ơn tụi em nhiều.